tại sao những vụ kiện của bóng chuyền gần đây đều gắn liền với ngân hàng công thương. Vài ngày qua, huấn luyện viên Kim Huệ vướng vào vụ việc công ty cổ phần từ thiện xã hội FLC sau khi chuyển nhượng không thành và cô nhận án phạt cảnh cáo từ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Hiện tại, hoa khôi của bóng chuyền Việt Nam vẫn muốn làm tới cùng để đòi lại danh dự, bởi theo cô thì mình vô tội. Những tình tiết của vụ việc vẫn trong vòng luẩn quẩn khi chỉ mình Kim Huệ lên tiếng, trong khi các bên liên quan vẫn chưa có phát ngôn chính thức. Tính tới thời điểm này, lần lại những vụ vận động viên kiện lên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam gần đây, có lẽ là vụ việc cấp thẻ thi đấu cho vận động viên Đinh Thị Thúy sau khi cô chuyển sang thi đấu cho Kinh Bắc Bắc Ninh từ đội bóng chuyền nữ Ngân hàng Công Thương. Đinh Thị Thúy được Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nam chấm dứt hợp đồng đào tạo và chuyển nhượng sang Ngân hàng Công Thương từ ngày 22 tháng 10 năm 2012. Đến ngày 1 tháng 5 năm 2019 thì đáo hạn hợp đồng. Sau thời điểm này, cô không ký tiếp hợp đồng với đội bóng và chuyển sang thi đấu cho Kinh Bắc Bắc Ninh. Tháng 5 năm 2019, câu lạc bộ bóng chuyền nữ Kinh Bắc Bắc Ninh làm thủ tục xin Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam cấp thẻ vận động viên cho Đinh Thị Thúy. Cho đến thời điểm trước SEA Games và vòng 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia, cô vẫn chưa nhận được thẻ thi đấu bởi câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương gửi đơn lên Liên đoàn cho rằng Thúy chưa hoàn thành thủ tục thanh lý hợp đồng. Vụ việc tốn nhiều giấy mực của báo giới cho đến trước vòng 2 giải vô địch quốc gia PVGAT năm 2019. Thi đấu trong tháng 1 năm 2020 do đội tuyển chuẩn bị cho SEA Games 30, Đinh Thị Thúy mới được cấp thẻ vận động viên. Gần đây hơn, chính là đội bóng Ngân hàng Công Thương có gửi thông báo tới Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và các đội bóng về việc không tiếp nhận chủ công trẻ Vi Thị Như Quỳnh vì tự ý rời bỏ khỏi nơi tập luyện mà không có lý do. Cụ thể, kết thúc mùa giải 2020, Vi Thị Như Quỳnh về tập luyện tại đội bóng đất mỏ sau khi nộp đơn xin nghỉ vì hết hợp đồng với câu lạc bộ. Trong cuộc trao đổi với huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, khi đó vẫn là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương, ông cho biết Vi Quỳnh đã hết hạn hợp đồng nên cô đã tới tập luyện tại đội bóng xếp hạng 6 mùa giải trước. Ngày 3 tháng 3 năm 2021, công ty cổ phần thương mại dịch vụ COSECO, đơn vị chủ quản của đội bóng Ngân hàng Công Thương, đã ra thông báo gửi lên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và tất cả các câu lạc bộ bóng chuyền trên cả nước về việc vận động viên Vi Thị Như Quỳnh là học viên năng khiếu của đội tuyển bóng chuyền nữ Vietinbank đã vi phạm tổ chức kỷ luật, tự ý rời bỏ khỏi nơi tập luyện không có lý do. Ngày 29 tháng 1 năm 2021, công ty cổ phần thương mại dịch vụ COSECO đã thông báo lần 1. Ngày 23 tháng 2 năm 2021 đã có thông báo lần 2 cho học viên Vi Thị Như Quỳnh cùng người giám hộ là bà Vi Thị Hương, mẹ đẻ của cô. Yêu cầu Vi Thị Như Quỳnh khẩn trương tập trung về đội bóng chuyền nữ Vietinbank để tiếp tục thực hiện học tập và luyện tập. Nhưng đến ngày 3 tháng 3 năm 2021, học viên Vi Thị Như Quỳnh vẫn chưa về tập trung với đội bóng theo quy định đã ban hành. Sau thời điểm đó, ba bên đã ngồi lại với nhau thỏa thuận và Vi Thị Như Quỳnh đủ điều kiện khoác áo câu lạc bộ Than Quảng Ninh và chính thức thi đấu tại cúp bóng chuyền Hoa Lư Bình Điền năm 2021 trong tháng 3 vừa qua sau khi đền bù thỏa đáng. Ba vụ việc khác nhau nhưng đều liên quan đến vấn đề mấu chốt là chuyển nhượng vận động viên và đội bóng Ngân hàng Công Thương. Theo những chia sẻ của người cũ tại đội bóng thì từ ngày 1 tháng 11 năm 2019, toàn bộ vận động viên, huấn luyện viên của đội bóng đã ký một thỏa thuận thanh lý chấm dứt toàn bộ hợp đồng đào tạo và hợp đồng lao động. Chính vì lý do này mà Trần Tú Linh đã được chuyển nhượng sang câu lạc bộ Hóa chất Đức Giang Hà Nội. Với trường hợp của Vi Thị Như Quỳnh, sau ngày 1 tháng 11 năm 2019 thì công ty cổ phần thương mại dịch vụ COSECO ký hợp đồng đào tạo với chủ công này 1 năm. Như vậy, tính tới ngày 31 tháng 10 năm 2020, hợp đồng của cô và công ty cổ phần thương mại dịch vụ COSECO đã hoàn tất. Sau đó, cô chưa đặt bút ký thêm một bản hợp đồng lao động nào với đơn vị này. Như vậy có thể thấy rằng, với cơ chế quản lý vận động viên khá lỏng lẻo của Ngân hàng Công Thương, rất dễ bị mất quần nếu như có đội bóng nhằm nhè muốn lấy người. Trong vụ việc huấn luyện viên Kim Huệ cùng ba học trò vướng vào những rắc rối, một phần tới từ cơ chế ấy và phần khác nằm ở việc câu lạc bộ Ngân hàng Công Thương. Đội bóng ngành ngân hàng đã đăng ký thi đấu huấn luyện viên và vận động viên tham dự giải vô địch quốc gia năm 2021 lên Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam. Do vậy, Kim Huệ cùng ba vận động viên sẽ khó lòng tham dự giải hạng A toàn quốc diễn ra ngay sau đó nếu như muốn thanh lý hợp đồng và chuyển sang câu lạc bộ mới.